Dạ, Bùi Hải cũng xin chia buồn. Chào Bùi Hải Vlog, xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog sáng nay nha. Thì sáng nay là ngày 18 tháng 10, cũng là ngày 18 tháng 11 cô chú anh chị ơi. Thì trước mặt của bà con cô chú anh chị đây là một đám tang ha. Thì đang vào, thì khu này là gọi là khu F5 nha cô chú anh chị. Đó, bây giờ xe đang chở áo quan vào bên trong ha cô chú anh chị. Thì đám tang này ở Phú Mỹ lên trên Hoa Viên Nghĩa Trang để an táng nha cô chú anh chị. Thì giờ đây xe cũng đã ngừng lại rồi ha cô chú anh chị. Bây giờ người nhà đang ở trên xe, đang đi xuống. Thì mấy chú đầu tì cũng đang đứng quanh chiếc xe ha cô chú anh chị, để đưa áo quan vào bên trong để làm lễ hạ quẹt nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ người nhà cũng từ trên xe đi xuống, đi vào bên trong để cũng người nhà cũng soạn trái cây, bông hoa quả để cho thầy tụng hai cô chú anh chị. Thì trước khi hạ quẹt thì cũng có mấy anh đậu tì đốt mấy cái đàn cây để bốn góc mộ ha cô chú. Đốt đàn cây để bốn góc mộ. Còn ở bên đây thì mấy chú đậu tì cũng đang chuẩn bị mấy cây đòn để đưa áo quan vào bên trong để cho thầy làm lễ ha cô chú. Đó, thì mấy chú đậu tì ở trong đó thì có một chú là cai quan nha cô chú anh chị. Thì nghe theo cái tiếng còi của chú cai quan thì mấy chú đầu tì kia làm theo cái tiếng còi của mấy chú ha. Đây, bây giờ đang chuẩn bị đẩy áo quan từ trong xe ra ha cô chú. Bây giờ mấy chú đầu tì cũng đang chuẩn bị rồi ha, nhắc đòn lên. Bữa giờ làm nhiều không? 5 cái à? Bữa nay hả? À đây luôn. Ừ. Dữ ha. Này chạy hòm minh nhật nha cô chú anh chị. Chú cai quan là mặc áo màu đỏ ha, áo dài khăn đóng, rất là lịch sự luôn đó nha cô chú anh chị. Áo quà từ từ di chuyển ra. Rồi quá trời nặng luôn cô chú anh chị ơi. Này hòm cối rất là nặng nha. Thì giờ áo quan cũng đưa vào bên trong rồi cô chú anh chị ơi. Thì ở bên đây Bùi Hải thấy cũng có sạn bông hoa, trái cây, trứng hộp vịt, thịt với con tôm ha, mà ba dẻ nha cô chú anh chị. Đó, thì đang soạn cái bàn la để cho thầy làm lễ trước khi hạ nguyệt nha cô chú anh chị. Còn bây giờ thì thầy với người nhà đem hình với bài vị của chú để lên bàn để cho thầy làm lễ. Này con cháu đứng bên đây ha.
dở thì quyền lên mấy cái bao nè. Ở bên đầu tì cũng có cây dù bự màu vàng để vô che ấu vàng cho chú ha cô chú anh chị. Thì bây giờ người nhà cũng đang thắp hương để có một số người quỳ, có một số người để thắp hương để chia là cho bà con trong xóm người một cây ha. Người cây hương để thắp nhang trước khi hạ quyệt ha cô chú anh chị. Người nhà thì đang quy làm lễ ha cô chú anh chị. Còn bên đây là chòm xóm. Miểu tam bồ đề cố đi bát nhã ba la mật thai đó anh chú thì đây mấy chú thì vô thượng chú thì vô đăng năm chú đăng người nhà thiên cầu nhà thiên bát tư cố thiết bát nhã ba la mật thai chú thì chú di kiên đế ba la ít đế ba la tăng ít đế bồ đề bát bà hai đế ba la đây đây là những chàng bông đây ha cô chú anh chị. Thầy thì chuẩn bị đập trứng vịt ha cô chú chị. Tứ bái là cô chú anh chị, thầy đã tụng làm lễ tứ bái là cô chú. Bây giờ tới lượt mấy chú đầu tì ha, vào chuẩn bị hạ quyệt cho chú ha cô chú anh chị. Thank you.
Rồi mấy chú đầu tì cũng đã chuẩn bị đòn với đồng rập. Bị hạ quẹt cho chú. À, chú mặc áo đỏ, áo dài khăn đóng đó là cai quan nha cô chú anh chị. Còn mấy anh đậu tì thì mặc áo trắng ha. Vợ của chú với con gái của chú khóc hết trận luôn nè cô chú anh chị ơi. Vợ của chú với con gái rồi. Bây giờ mấy chú đậu tì cũng chuẩn bị hạ quyệt nha cô chú anh chị. Rồi đang đi vào. Rồi đã hạ quẹt rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ Phùy Hải cũng xin chia buồn cùng với gia đình nha cô chú anh chị ơi. Thì
hạ quyệt lòi thì bà con cô chú ai cũng có trên tay một nhánh hoa, một nắm cát để đưa tiễn chú về miền cực lạc, về với cõi Phật A Di Đà. Thì cũng thấy trên màn hình nhỏ cô vợ khóc, con cái khóc, cô vợ khóc muốn xỉu luôn cô chú anh chị ơi. Thì Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn ông bà cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Thì trước khi kết thúc video Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông chú được mau vãng sanh về miền cực lạc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Bùi Hải xin chia buồn cùng với gia đình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ạ.